Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa. Lần này cô sẽ gửi đến các bạn cách vẽ chân mày thông dụng nhất, đơn giản nhất để các bạn mới vào nghề không bị bỡ ngỡ và không lo lắng là mình sẽ không vẽ được chân mày. Thú thật là không phải riêng với các bạn vào nghề đâu ạ. Có những bạn làm nghề 1 năm, 2 năm, 3 năm nhưng khâu tư vấn và vẽ chân mày cũng rất là lúng túng, luôn là lo sợ và cứ lo lắng là mình sẽ không vừa ý ngay từ bước đầu. Cho nên là cô cũng có một chút cái chia sẻ đến các bạn là các bạn đừng suy nghĩ và hãy chọn cho mình một cách đo vẽ đơn giản nhất. Rất là nhiều bây giờ ngoài thị trường rất là nhiều những cái dụng cụ để mình đo vẽ, đúng không nào? Nào là thước thần thánh, rồi thước cung, rồi thước điện tử, vân vân. Nhưng chúng ta phù hợp và cách nào đơn giản nhất, chính xác nhất với những góc độ về cái thẩm mỹ đó thì các bạn sẽ chọn cho mình, để các bạn không bị lúng túng khi mà mình tư vấn cho khách hàng. Vì bước đầu, bước tư vấn và đo vẽ nó cũng nói lên được cái tính chuyên nghiệp và nó làm cho khách hàng tạo một cái lòng tin ngay từ đầu cho khách hàng. Vì cũng có những trường hợp khi vẽ xong rồi, các bạn loay hoay vẽ xong nhưng rồi khách lại hẹn với một lý do rất là dễ thương: chờ tôi có việc, tôi chạy về nhà, xong là coi như bị hủy cuộc hẹn. Cho nên là hôm nay một chút chia sẻ cô gửi đến các bạn là cái cách đơn giản nhất để chúng ta vẽ chân mày phù hợp với từng gương mặt. Chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng thước cung. Đây là bước đơn giản nhất mà cô đã từng đi qua. Vì những gương mặt của khách á, những gương mặt của khách thường á, mỗi người chúng ta là một cái nét riêng biệt và cái đặc biệt với cặp chân mày là không bao giờ bằng nhau. Rất hiếm khi các bạn sẽ gặp được cặp chân mày đều về góc độ, về độ cao của bầu mắt vân vân. Rất là hiếm. Thì đó là một cái lợi thế cho mình rồi. Nhưng thường là chân mày sẽ thường không giống nhau. Chúng ta đầu tiên sẽ dùng cái thước cung. Chúng ta chia, chúng ta lấy ngay khoảng giữa của nhân trung, ngay điểm giữa của nhân trung và môi trên. Chúng ta lấy điểm nhé. Các bạn sẽ lấy điểm thẳng giữa mũi nè, đỉnh mũi nè, nhân trung của khách nè, nhân trung và môi trên. Chắc là nhớ đo chính xác. Và đây chỉ là trên lý thuyết mà các bạn nhìn ạ. Nếu như mà để mình nhìn về góc độ cân đối thì giữa hai chân mày đã có sự chênh lệch rồi, đúng không nào? Thì đây là ba điểm chúng ta có thể nối nhau thành một đường thẳng. Và chúng ta nối nhẹ nhàng, đừng có tạo cái góc để mình dễ bị rối khi mình vẽ tiếp tục. Đây là phương pháp có thể dùng cho các gương mặt nha các bạn. Rồi, sau khi chúng ta nối được đường thẳng thì chúng ta sẽ dùng cái thước cung lật ngược lại với phần trán và chúng ta đo. Đo ở phần giữa, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái sự chênh lệch. Đây là cô chỉ mới áp dụng trên lý thuyết đó các bạn ạ. Thì nó vẫn có một cái sự chênh lệch nhẹ. Thì các bạn sẽ dùng thước này. Với chân mày thực tế, chúng ta sẽ nhắm từ điểm giữa đi ra đầu chân mày. Nó là 1.2cm là cái số đo lý tưởng. Số đo lý tưởng để chúng ta có được cái độ rộng châu mày đó, độ rộng giữa hai chân mày lý tưởng đó là 1.2 đến 1.5 tùy theo độ lớn nhỏ của gương mặt, đúng không nào? Ở đây chúng ta có 1 chấm, đây là các cô hướng dẫn cho các bạn để các bạn nhớ nhé. Và có thể chúng ta chưa nhớ thì chúng ta còn có thể xem lại. Mỗi bên từ giữa đo ra chúng ta sẽ lấy với cái kích thước 1.2 là lý tưởng. Và cái thước này các bạn ạ, cái số trên đây chúng ta đừng có dòm số. Nếu các bạn nào dùng thước điện tử thì chúng ta nên dùng ở cái kẽ vạch bên dưới của cái thước đó là chính xác. Chúng ta đừng dòm số nhé. Có một cái nó hơi bất tiện, đó là cái số nó nhảy và không chính xác. Nếu các bạn nhìn đây ạ, hoặc là nếu chúng ta đã nhìn số thì đây 10.8, thì khi qua đây chúng ta cũng sẽ đo là 10.8. Thì như thế nào? Nếu như hai đầu chân mày, một bên ngắn và một bên dài,
thì cái quan trọng là chúng ta cũng có thể chỉnh sửa đầu chân mày với bước tiếp theo. Rồi sau khi chúng ta đã đo được độ rộng của chân mày, hai đầu chân mày cách nhau, chúng ta sẽ lấy điểm giữa, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ lấy điểm giữa của cái thước cung. Thành một dấu nối. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái thước cung, chúng ta lấy độ rộng của chân mày, mình ngang qua hai bên, đúng không ạ? Ngang qua hai bên. Và chúng ta lấy cái đường ngang trước, đường khung. Khung rộng của chân mày cũng như vậy, cũng sẽ dao động từ 0.8 đến 1 cm, tùy theo gương mặt chúng ta. Và chúng ta khi dùng thước cung này, chúng ta dùng viết để chúng ta tạo được cái hiệu ứng màu cho nó, để khi chúng ta đưa lên da, chúng ta có thể dùng bút đen ạ. Chúng ta làm gào vào đây để mình tạo cái hiệu ứng màu khi đưa lên da. Rồi tiếp tục, sau đó chúng ta đã có được hai lần ngang trên và dưới. Vì đây là giấy, đây là trang giấy, cho nên chúng ta sẽ chịu khó nhìn và nhớ. Còn khi chúng ta đưa lên da thì chúng ta sẽ áp vào đây và chúng ta sẽ có được một đường ngang cho hai bên rất là cân đối. Và phần dưới chân mày cũng y như vậy nha các bạn. Các bạn sẽ lấy độ rộng của chân mày ngang cân đối. Nếu ở đây nó không ăn nha các bạn nha, mình sẽ dùng đây, mình lấy được cái độ rộng cân đối nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy độ dài của chân mày, đúng không ạ? Độ dài chúng ta sẽ lấy từ giữa nhân trung cánh mũi thẳng một đường tới đuôi mắt, thì đây là độ dài của chân mày, đúng không ạ? Độ dài lý tưởng. Qua ngược lại bên đây cũng y như thế, các bạn đo một bên và áp lại bên còn lại, và cách thức đo y chang như vậy nha các bạn nhé. Nhân trung, cánh mũi và giữa chân mày. Tiếp theo, làm sao để chúng ta tìm ra được đỉnh chân mày? Thì các bạn với gương mặt của khách, thì chúng ta sẽ lấy ở đây, chúng ta nhìn nói khách mở mắt ra và cũng ở đường nhân trung chính giữa, hoặc là chúng ta nhích ra một xíu từ cánh mũi đi thẳng lên. Khi khách nhìn thẳng thì phần đuôi của tròng đen đó, cái phần chạm của tròng đen nó sẽ là phần đỉnh của chân mày nha. Các bạn nhớ nhé, thì chân mày đỉnh, đầu và đuôi chúng ta có thể chia ra làm 3 phần. Từ đầu cho tới đỉnh chân mày là 2 phần, và từ đỉnh xuống tới đuôi là 1/3 của độ dài của chân mày. Nhưng đó là lý thuyết, đó là cách đo cộng trừ. Nhưng các bạn nhớ, chúng ta vẫn có thể phải chỉnh theo nét mềm của đỉnh nè, độ cao nè, tùy theo với gương mặt của khách và bầu mắt nữa, nó nói lên được cái số đo và cái nét cân đối. Thì tất cả các yếu tố cộng lại, các bạn đã hình dung ra chưa ạ? Hôm nay cô sẽ gửi đến các bạn cách đo, đó là cơ bản cho mọi gương mặt. Có gì thắc mắc thì các bạn sẽ liên lạc và gửi câu hỏi về chương trình, cô sẽ giải đáp tiếp theo. Cô xin chào.